Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đam mê audio trên mọi miền tổ quốc nhé. Và hôm nay thì tôi lại giới thiệu lại với quý vị và các bạn một cái mẫu đầu giải mã độc lập DAC chính hãng của Epic Audio. Với một mẫu cái mã sản phẩm là DAC D01. Mời anh em cùng xem nhé. Đây, là gì Epic Audio này. DAC D01. Bản này chính là bản được coi là bản nâng cấp hoàn hảo của DAC X7 nhé. Quý vị các bạn nhé. Quý vị các bạn nào mà đã từng sử dụng DAC X7 rồi thì quý vị sẽ biết chất lượng của DAC X7 nào. Và con này là con bản nâng cấp hoàn hảo DAC X7 nha. Ở đây dòng này thì có hai mặt màu, như anh nhìn đây có hai mặt màu, đó. Màu trắng và màu đen, chỉ khác nhau cái mặt và cái nút volume đằng trước đây thôi. Đó. Còn thân thì giống hệt như nhau, đều màu đen nhá các bạn nhá, màu đen nhá. Màu đen này. Phía sau này có các cổng kết nối này, có kết nối này, dây bluetooth thì tôi đã cắm vào đây rồi này, PC USB này, optical này, đường in này, PC USB này, optical này, Cosigo này, rồi đường out ra là có đầu hoa sen này, AV này, nguồn 12V này, đó, quý vị thấy bạn, quý vị gọi theo, giống y hệt với nhau thôi, chỉ khác nhau cái mặt đằng trước nhé, một dòng là mặt bạc, một cái dòng là mặt màu đen nhé, Epic Audio DAC D01, bản nâng cấp DAC nâng cấp hoàn hảo của DAC X7 nhé, anh em nhé, dòng này thì cho chất lượng âm thanh rất là tốt, dòng này thì giải mã đến 32 bit và hỗ trợ chơi nhạc DSD 512 768 kHz, giải mã rất là lớn nhé, tốc độ giải mã rất là lớn và hỗ trợ nghe nhạc tối đa nhé. Quý vị các bạn có thể nghe nhạc qua những dòng giải mã này hoặc hát karaoke qua dòng giải mã này cho chất lượng âm thanh rất là tốt, tuyệt vời luôn nha quý vị các bạn nhé. Và hôm nay thì sau đây thì tôi sẽ cắm trước khi mà cắm nguồn vào thì tôi sẽ giới thiệu với quý vị các bạn một bộ phụ kiện bao gồm sản phẩm. Khi quý vị các bạn mua hàng sẽ được một cáp USB này, cáp USB là đi bao gồm PC USB này, hay là PC USB này, bao gồm đi kèm theo sản phẩm này, và một adapter nguồn 12V này, nguồn 12V rất là dài luôn, dây dài lắm, thoải mái quý vị các bạn. Đầu này cắm trực tiếp điện 220 trong gia đình, và cắm đây, dừng một số gọi sinh số 8, quý vị các bạn nhé, cắm đây, hai cái đầu này rất là dài nhá. Và ngoài ra khi quý vị các bạn mua hàng thì chúng tôi sẽ tặng thêm quý vị các bạn một dây quang bãi của Nhật thế này, Hitachi bãi Nhật này nhé quý vị các bạn nhé. Quý vị các bạn mua DAC chúng tôi sẽ được tặng một dây quang bãi Nhật thế này nhá. Đó, đây là một bộ phụ kiện đi kèm đấy. Và sau đây thì tôi sẽ cắm nguồn vào để cho quý vị các bạn cùng trải nghiệm nhé. Tôi sẽ cắm con màu đen này vào. Tôi đã cắm nguồn đây rồi nhá, quý vị các bạn nhé. DC 12V tôi cắm nguồn này. Đó. Tôi sẽ bỏ vào đây, tôi có để màu trắng này, cắm nguồn 12V này. Đây, tôi cắm giải cổng quang này, cổng optical cổng quang này. Quý vị các bạn lấy tín hiệu từ TV xuống nha. Đây, dây quang sáng này và có cái tín hiệu từ TV xuống thì cắm vào rồi. Optical ghi là quang này. Đó, cắm tạch luôn hết, như vậy có thể được nha. Còn đường AV tôi sẽ cắm đường AV hoa sen LR này được nhé anh em nhé. Ok, tôi đã kết nối xong bộ giải mã rồi, tôi sẽ bật nguồn này, tôi giữ nguồn này, tôi select on off, còn chuyển chế độ này. Đó, quý vị theo Epic Audio. Đó, Epic Audio. Đó, đây volume. Đấy, bật lên khi tôi nút âm lượng nó để mức 60 này, chúng ta có thể tăng giảm âm lượng này. Đường input vào đang để Cosigo này. Chúng ta chuyển chế độ bằng nút select kèm nút này, chúng ta ấn một lượt này. Đó, sẽ chuyển sang chế độ Bluetooth này. Bluetooth sẽ đăng nháy này. Đó. Ấn nữa thì sẽ được về chế độ USB này, sẽ quay tròn quý vị các bạn nhé. Đấy. USB này hoặc optical này. Đấy. Hoặc Cosigo này. Đó. Đó, quý vị các bạn thấy không? Đó. Đó. Và sau đây là tôi đang sử dụng chế độ optical cổng quang, lấy tín hiệu từ TV thì tôi sẽ chuyển lên chế độ optical đó, đó quý vị theo tôi đã chuyển optical đó. Và sau đây thì tôi sẽ test qua một đoạn nhạc để cho quý vị các bạn cùng tham khảo chất âm hưởng nhé. Ok, tôi bật âm đi nữa. Tôi sẽ tăng âm lượng cho quý vị mà các bạn mà chơi giải mã này thì cái nốt volume lượng này quý vị các bạn để hầu như là tối đa giúp cho tôi nhé. Đó. Đó, tôi tăng lên. Còn lại sau đó là quý vị các bạn có thể chỉnh mức âm lượng ở âm ly sao cho nó phù hợp nhé. Đó.
rất là nhỏ gọn thôi, trong lòng bàn tay thôi, cầm trong lòng bàn tay vừa nghe. Khi chơi cổ quang thì hỗ trợ giải mã đến 48 kHz. Đó, tôi cho nhỏ lại nha. Đấy, phía trước này còn có một cổng tai phone, cổng jack 6 ly quý vị các bạn nhá, cổng phone 6 ly đó. Và đây là nút tăng giảm âm lượng kèm theo là nút tắt tiếng này, chúng ta sẽ ấn được, quý vị nhìn thôi là ấn rồi đó, quý vị theo khi chúng ta ấn một lần và ấn và nó sẽ lên chế độ tắt tiếng này, chúng ta sẽ làm lại một lần nữa nhá. Ok, chế độ này bật tiếng trở lại nhá, rất là dễ sử dụng thôi. Dòng này thì hầu như quý vị các bạn ai về cũng có thể sử dụng được, rất kết nối với cái gì rất là dễ nhá. Đó. Và mùa dịch này tôi xin báo giá để cho quý vị các bạn cùng theo cả mùa dịch này để giá hỗ trợ cho anh em với giá là 3.250.000 trên một bộ giải mã DAC có D01 này quý vị các bạn nhá. Trước chúng tôi đang để với giá là 3.4 hoặc 3.5 triệu mùa dịch này hỗ trợ anh em, mùa dịch Covid hỗ trợ anh em với giá là 3.250.000 trên một đầu giải mã độc lập DAC D01 quý vị các bạn nhé. Và có một phụ kiện tặng thêm nếu quý vị có là chính là một dây quang của Hitachi bãi Nhật. Quý vị các bạn nào mà cần thêm thông tin hoặc có nhu cầu thì vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận, hoặc quý vị các bạn có thể liên hệ trực tiếp tôi có số điện thoại 0944 737321 quý vị các bạn nhé. Hoặc quý vị các bạn nào muốn thích video xin vui lòng đăng ký và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video kế tiếp nhé.